Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị hé lộ chân dung Bộ trưởng Bộ Xây dựng, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông là con trai cả của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và từng là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm vào năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê quán tại phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với tỉnh Kiên Giang, nơi cha của ông là Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm bí thư tỉnh ủy. Cha của ông là ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông có em gái là Nguyễn Thanh Phượng và em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn. Ông Nguyễn Thanh Nghị có vợ là người gốc Hà Nội, cũng từng là lưu học sinh tại Đại học Yale Washington tại Mỹ. Thời niên thiếu, ông Nguyễn Thanh Nghị theo học tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau đó ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là ngày 26 tháng 1 năm 1999. Lúc bấy giờ, cha của ông là Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và năm 2002, ông làm Giám đốc Quan hệ Khách hàng và Quản lý Dự án cho tập đoàn Bitico. Năm 2006, ông Nguyễn Thanh Nghị bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật dân dụng tại Đại học Yale Washington tại Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, tuy không được Đại hội Đảng cơ sở đề cử lên, tuy nhiên ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, từ danh sách do Chính trị Đại hội Toàn quốc đề họp và đề cử. Báo chí phương Tây gọi ông là một hạt giống đỏ của Bộ Chính trị. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lúc ấy là Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch thay cho Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cha của ông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã từng làm bí thư Huyện ủy huyện Hà Tiên, nay là thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Sau được bổ nhiệm làm Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, cha của ông cũng từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu cử ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong quá trình giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị chưa gây được dấu ấn lớn trên chính trường. Tuy nhiên gần đây, ông đã manh liệt, quyết liệt trong dự án cải tạo, nâng cấp và cung cấp nhà ở xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động có thu nhập thấp. Tất cả những người dân, những người đang gặp khó khăn, những người nghèo đang trông chờ vào những quyết định con đường đúng đắn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để hy vọng có những căn nhà đúng với
với nghĩa thực, nghĩa đen của nó là nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp,